Vâng, điện tử Đám Hoa xin gửi lời chào đến toàn thể anh em trở lại với video ngày 24 tháng 5. Bên em tiếp tục giới thiệu một lô hàng vừa về, đó là những quả súp hơi bãi xịn của Anh Quốc. Vâng, đợt này bên em về được 5 quả súp bãi xịn của Anh Quốc. Súp này có tên là Watt Forden, mã sản phẩm đầy đủ của súp là Pro SI 15BX. Và súp được thiết kế một bát 50, từ của bát được sử dụng từ 19, côn 76, màn giấy gân vải. Và bên em cung cấp luôn cái thông số chiều cao, chiều sâu, chiều rộng và trọng lượng cân nặng, cũng như là cái giá của quả súp hơi bãi xịn của Anh Quốc Watt Forden. Vâng, thì cái chiều cao của súp Watt Forden bãi xịn của Anh Quốc, mã sản phẩm là SI 15BX, có cái chiều cao là 64 cm. Vâng, chiều cao của súp là 64 cm nhé. Và cái chiều ngang của súp này là 54 đó. Và chiều sâu là 50 cm. Và trọng lượng cân nặng của mỗi thùng là 36 kg. Vâng, 36 kg. Và thì lát nữa em quay kỹ về cái nội thất tổng thể của chiếc súp Watt Forden bãi xịn của Anh Quốc, mã là SI 15BX, thì em sẽ báo giá sau. Và em sẽ báo giá sau để quý vị và tất cả anh em chúng ta cùng tham khảo một dòng súp bãi xịn của anh. Vào bên em về được 5 quả đợt này, súp này rất là chất. Cái hình thức của súp cũng rất là đẹp, gọn gàng, bố trí rất là ok. Và đây cái thông số mặt sau, súp Watt Forden này, mã sản phẩm là SI 18BX, công suất 400W, trở kháng 8 ohm. Đó, sorry. Súp này được thiết kế hai cổng vào bằng jack 6 ly. Vâng, input vào một đường link, và các bác có thể kẹp vào cái jack kẹp này. Đó. Vâng, thì với dòng súp Watt Forden của Anh Quốc, mã sản phẩm là SI 18BX này, thì anh em có thể gõ vào Google, hoặc là những chiếc súp này cũng nổi lên. Đó, súp bãi xịn của Anh Quốc Watt Forden Pro. Em đây là cái e-căng nhé, cái e-căng của súp này. Đó. Súp này đáng để cho các anh em đam mê, các bác sành chơi về âm thanh. Đó, cực kỳ chất lượng. Đây nhá, cái e-căng của nó là có bên trong là có một lớp phải nói là cái vải phải nói là cực kỳ chất lượng để nó chắn bụi này. Đó, Watt Forden này. Đó, bãi xịn của Anh Quốc đây nhá. Cái bông tiêu âm này, anh em mà quan sát là cái bông tiêu âm của nó này. Đó, bông tiêu âm, đây là hai phía dưới là hai cái lỗ thoát hơi. Đó, thùng gỗ nhá, thùng này thì các bác có thể để vào nước nó không bị phồng như là những cái dòng thùng giấy. Đó, bát 50, từ 19, côn 76, màng giấy gân vải này. Đó, con này chơi phải nói là đẳng cấp. Đó, rất là đẳng cấp. Bên em vừa về được 5 quả nhé, 5 quả cực kỳ chất lượng. Đây là bát của nó mà em tháo ra này. Đó, đây là hai cái. Đó, từ 19 nhé. Từ 19, côn 76, màng giấy gân vải. Đó, zin nguyên này, zin xịn này anh em ạ. Đó, anh em quan sát tổng thể cái bát của nó nhé, cái khung xương của nó nhé, nhìn nó rất là khôn. Đó, từ 19 này.
Model là D594 này, Watt Fulton này. Đó. Khung xương của nó này, 1 2 3 4 5 6 7 8 này, 8 xương. Nó là sử dụng 8 xương. Đó, côn của nó này. Đó, côn 76 màng giấy này, vân vải. Và đây là những cái tem họ dán lên từ. Bát nào bên em tháo ra cũng có cái tem họ dán là cái từ là như thế này nhé. Đây là một dòng cực kỳ thương hiệu nổi tiếng của Anh Quốc, có tên là Watt Fulton. Đó. Ấy, anh em nhìn này. Các bác nhìn cái màng của nó cực kỳ chắc chắn. Dòng này chất âm của nó rất là hay. Tiếng bát đánh rất là sâu, mềm. Tiếng bát đánh rất sâu và mềm. Đó. Vâng, em báo giá chiếc súp hơi bãi xịn của Anh Quốc có tên là Watt Fulton. Mã sản phẩm đầy đủ của súp là Pro SI15BX. Súp này được thiết kế một bát 50 từ 19, côn 76, màng giấy gân vải. Giá 5 triệu đồng. Vâng, 5 triệu đồng. Anh em sở hữu ngay được một chiếc súp hơi bãi xịn của Anh Quốc Watt Fulton SI15BX. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm quý vị và anh em hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Trung tâm điện tử Tâm Hoa, địa chỉ tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Vâng, nhận giao hàng toàn quốc. Vâng, 5 triệu đồng. Và đến đây em xin tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và anh em vào những video sau. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại.